lô ghế Solivac giao nhà hàng khách sạn ở Quảng Nam. Ghế này gỗ tầng bì hay còn gọi là gỗ áp, đang may mắc cáo nhựa, bọc vải nhung. Ghế này của dòng ghế Christopher Gay, phong cách luxury. Ghế này có sẵn số lượng lớn tại xưởng, chỉ cần anh chị chọn màu sơn, màu vải, bên xưởng sẽ làm theo cầu và có thể chọn luôn loại may. Ghế này phiên bản gốc là đóng may mắc cáo caro, nhưng khách chọn yêu cầu đóng may mắc cáo nhựa. Bên xưởng mình làm theo mọi yêu cầu của anh chị, ví dụ như là tựa lưng có thể là bọc nệm luôn. Toàn bộ màu vải, màu sơn và loại may, anh chị có thể chọn theo yêu cầu. Rồi kính mời anh chị lên đơn.